Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người bộ dữ liệu của đèn SX700 trên nhà cụ Thiện Gan nha mọi người, để mọi người có thể nhìn kỹ và nghe cái bộ dữ liệu này. Bây giờ mình sẽ demo cho mọi người một số style nha. Chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người. Thì clip hôm nay mục đích là để mình muốn review cho mọi người bộ dữ liệu đầy đủ nhất của đèn SX700 ở nhà cụ Thiện Gan, để mọi người có thể xem thử là ở trên đèn SX700 của mình, khi mọi người mua dữ liệu nhà cụ Thiện Gan thì mọi người sẽ có những cái bộ style và những cái bộ voi tiếng như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh và mình sẽ review cho mọi người một số cái dữ liệu cơ bản nhất nha. Rồi, bây giờ để mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem nha. Rồi đây, nếu như mọi người có nhu cầu cài đặt thì mọi người cứ liên hệ với nhà cụ Thiện Hoặc Anh qua số điện thoại Zalo 0973675251 nha. Bây giờ mình sẽ review chi tiết một số style cơ bản cho mọi người nghe nè. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe thử một cái điệu rumba này nha. Rồi, mọi người nghe thử nè. Rồi, bây giờ mình sẽ thử với lại một tiếng này nha. Rồi cùng nghe thử phiêu xê nha. Phiêu D đây nè mọi người. Style này thì mọi người khi mà mọi người luyện tập ở nhà hoặc là mọi người đi show thì nó sẽ rất là phù hợp luôn nha mọi người, rất là dễ đánh luôn. Rồi, tiếp tục mình sẽ cho mọi người nghe thử một cái điệu rumba, một cái điệu bolero hải ngoại đi nha. Rồi, mọi người cùng nghe thử cái các feel của cái điệu này nha. Đây, rất là nhẹ nhàng nha mọi người. Nghe thử cái C nè. Đấy, rồi ngoài ra thì qua những cái style mình vừa demo cho mọi người thì nó sẽ còn rất là nhiều style khác nha mọi người. Thì do video nó có hạn cho nên là mình sẽ tiếp tục thay đổi một số style khác cho mọi người nghe nha. Bây giờ mình sẽ thử cho mọi người nghe thử cái điệu cha cha đi nha. Rồi, mọi người hãy thử cùng nghe với mình với cái điệu cha cha Thái Lan này thử nha. Đấy, rất là hay nha mọi người. Rồi mình thử đánh một bài. Nghe phiêu xe thử nha. Rất là sung luôn.
ngoài ra những cái điệu cha cha bop hoặc là cha cha Thái Lan như thế này thì thật sự là không thể nào mà thiếu những cái điệu cha cha dân ca đúng không mọi người. Bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe thử một cái điệu cha cha dân ca để mình thử một số cái voi tiếng dân ca để cho mọi người nghe thử nha. Đây, mọi người cùng nghe thử mà. Đây nè mọi người. Rồi mọi người nghe thử video đây rất là sung nha mọi người. Thì điệu cha cha còn rất là nhiều nha mọi người. Nếu như mọi người muốn tham khảo nhiều hơn thì cứ liên hệ với nhà cụ Thiệu Gan để bên mình tư vấn và sẽ gửi video demo cho mọi người nha. Rồi tiếp tục mình sẽ thử một cái điệu slow rock để mọi người nghe thử cái điệu slow này rất là hay nè mọi người. Đây. Để mình thử một cái đoạn nhạc cho mọi người nghe nha. Rất là nhẹ nhàng và rất là dễ hát nha mọi người. Mọi người nghe view say nè. Rất là hay nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ ngoài những cái điệu này thì còn rất là nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe thử một cái điệu ballad nha. Rồi. Rồi mọi người thử nghe thử một cái điệu ballad này nha. Rất là sung và rất là hay nha mọi người. Mọi người nghe thử nè. View A rất là nhẹ nhàng nè mọi người. Rồi mọi người nghe phía B thử nè. Rồi mình sẽ demo cho mọi người một bản nhạc rất là mọi người hay nha. Ra thì những cái điệu ballad khác hoặc là những cái điệu mà slow nhẹ nhàng để mọi người có thể đánh những cái bản nhạc trẻ thì nó sẽ rất là nhiều luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người khái quát thêm nè. Đây là điệu habanera nè, nó sẽ có rất là nhiều và đầy đủ luôn nha mọi người. Đây, để mình dơm vào cho mọi người xem nha. Đó, tiếp tục điệu waltz hoặc là những cái điệu cơ bản chắc chắn nó sẽ có rất là nhiều bossa nova và những cái điệu rap dân ca như thế này. Đó. Ở đây nó sẽ có một cái bản đó là miền Tây quê tôi trên điệu rap. Bây giờ mình sẽ demo sơ bộ cho mọi người nghe thử luôn nha.
Sẽ còn rất là nhiều điệu khác nữa. Rồi bây giờ mình sẽ qua nè. Điệu rock cũng sẽ có nha. Những cái điệu cơ bản này thì chắc chắn bộ dữ liệu nào cũng sẽ có rồi. Rồi điệu tango nè. Mọi người thử nghe một cái điệu tango bên nhạc cụ thì organ nha. Rất là dứt khoát nha mọi người thử nghe thử feel C nè. Rồi, sẽ còn rất là nhiều nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe thử một số cái điệu nhạc mạnh nha. Người ta gọi là Vina House thì bây giờ mọi người nghe thử một cái điệu này. Đây mọi người nghe thử một cái điệu DJ nha mọi người. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ có thêm một số cái style mới mà bên nhạc cụ thì organ mới cập nhật thêm. Đây, mình sẽ cho mọi người nghe một số cái điệu nó mới nha. Cái điệu này là intro, nó có những cái intro nhạc dạo rất là hay cho mọi người. Đây là view AB của nó mọi người. Ngoài ra thì nó sẽ còn ra rất là nhiều điều khác nữa nha mọi người. Tuy nhiên là thời lượng video thì mình cũng cho mọi người nghe những cái demo, những cái mà style nó rất là cơ bản và hữu dụng thôi. Thì nếu như mọi người có nhu cầu cài đặt thì cứ liên hệ với nhạc cụ Thiệu Gan qua số điện thoại Zalo 0973675251. Bên nhạc cụ Thiệu Gan sẽ tư vấn cho mọi người nha. Nếu mọi người muốn xem chi tiết hoặc là muốn test trực tiếp thì mọi người có thể đến địa chỉ số 53 đường D9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để
trải nghiệm của bộ dữ liệu này. Nếu như mình ưng ý thì mình có thể cài nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha.